Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mà khi có bóc ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chuyện ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chuyện em ta vẫn sẽ là mãi mãi. Sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xem mình khiến con chưa thấy xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Chỉ ta mới sau cùng mà tiến lên, bây giờ ta phải xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể lo cho nhau chạy giờ. You are fine, nếu muốn dừng lại là đi. Mình cùng chung chi hướng, sống không chuyện thì sẽ ngồi cạnh bên nhau. Xong. Xong đâu mà xong, màu son đâu mà nhợt nhạt, để em dập lại cho chị nha. Đúng là cái câu phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Bây giờ hợp đồng lớn nhỏ nào về tay chị Phượng hết. Thì đó, tại vì tụi con Quỳnh Như nó yếu quá, bởi vì chị Phượng mới nhúng tay vào, tụi mình mới được hưởng lay đó, thấy chưa. Chị Phượng là số 1. Cảm ơn chị Phượng. Thôi đi, tại vì mấy khâu bên kia nó yếu quá em ơi, thiếu kinh nghiệm, thiếu nhạy bén, nên sếp mới phải giao lại cho chị. Chứ chị cũng là nhân sự mà, đâu muốn so đo chi. Trời đất ơi, mày đánh hai cái môi tao như hai cái má heo vậy. Không có được, nhậm bớt đi, trời ơi, chết luôn á. Tí nữa đi gặp khách hàng là không có được đâu. Trời ơi, chị dạy cho nè, gặp khách hàng mai mốt là phải trang điểm kỹ nha ông cưng, chứ xấu xấu rồi nó không có chịu đâu. Chứ phải làm bài thuyết trình tốt mới quan trọng hả? Còn đối với chị, vẻ bề ngoài quan trọng hơn. Dạ, chị Phượng nói cái gì cũng đúng hết. Chúc chị yêu thắng lợi dễ dàng, kiếm chớp cho tụi em nha. Tất nhiên rồi, mấy đứa chuẩn bị sắn tay lên làm chớp mới nha cưng. Dạ, tụi em sẵn sàng. Em chào chị, em chào mọi người. Đinh ghê mới nhắc cái có liền à. Phải chi nãy giờ nhắc tiền nhắc bạc hay biết mấy. Dạ. Ý là tụi này đang muốn cảm ơn Quỳnh Như đã nhường hết chóp lại cho chị Phượng. Bây giờ hả, team bên này á, chóp quá trời quá đất, làm hoài không xuể luôn. Cảm ơn Quỳnh Như nha. À, chị Phượng là cấp trên, có nhiều kinh nghiệm nên tôi cần phải học hỏi. Với lại á, sếp giao đúng người đúng việc, thành công là đúng mà. Thì đúng rồi, chứ giao việc cho cái lũ mà cắt ké rồi nhặn thích buộc xoài á, thì cái đám ăn cám cái lũ ha Như ha. Thôi được rồi, đi làm việc đi mấy đứa, có gì chị gọi. Dạ, dạ chị. Chào chị. Chào chị. Sao cưng? Em nghe nói hôm nay chị đi gặp bà Liên, nhà tài trợ mới của công ty á. Nên là em mang một ít tài liệu của em với Lily biên soạn rồi. Tài liệu này á, tụi em làm việc với bên đó rồi á chị. Ủa là sao? Ủa em đang nghĩ gì mà em đưa cái đống tài liệu đó cho chị? Ý là em muốn hỗ trợ chứ. Nếu em có ý hỗ trợ thì chị cảm ơn. Nhưng mà cái cách tiếp cận của em khác với cách tiếp cận của chị. Chắc chị không cần đâu cưng. Dạ. Nhưng mà chị nói cho em nghe nè, nếu mà em có ý khác á thì chị khuyên em nên bỏ đi. Bị chị nhắc cho em nhớ nè, chị đang làm chủ cái dự án này, em đừng có cố quá, coi chừng quá cố nghe cưng. À, em không có ý đó đâu chị. Chị cũng thách em dám có ý đó đó. Màu son của em nhạt hơn của chị, em nói chuyện không có lại chị đâu. Dừng lại, tôi không muốn nghe nữa. Nếu như có vấn đề gì thì em xin phép trình bày lại được không ạ? Tôi đã không muốn nghe nữa thì trình bày để làm gì? Các người lừa tôi sao? Chị Liên,
Chị nói như vậy thì có phần hơi quá đáng rồi. Nếu như mà công ty của tôi có làm gì sai thì chị cứ góp ý, chúng tôi sẽ sửa. Vậy tôi hỏi, bản kế hoạch đầu tiên đâu? Bản kế hoạch đầu tiên? Bản kế hoạch đầu tiên đâu? Cả tháng trời làm việc với tôi là một bản kế hoạch hoàn toàn khác. Bây giờ là một bản kế hoạch với những timeline và cách tiếp cận hoàn toàn khác là sao? Cô Phượng. Dạ, thưa sếp, thưa chị Liên. Thật ra là bản kế hoạch lần này có khác so với bản kế hoạch ban đầu là bởi vì... Trong khi mọi thứ đang tiến triển rất tốt, bây giờ tôi đọc vào, tôi không hiểu gì hết. Người làm việc qua mail và liên lạc trực tiếp với tôi á là cô Quỳnh Như. Bây giờ là cô Như Phượng là sao? Như vậy là như thế nào hả cô Như Phượng? Tôi nhớ là trong bản báo cáo cô đã ghi đầy đủ là đã được bàn giao từ cô Quỳnh Như rồi mà. Dạ, thật ra là... Em chào sếp, em chào chị. Con chào cô Liên. Con là Quỳnh Như, là người làm việc qua mail với cô trong một tháng vừa qua đó. Vậy ra đây là cô Như. Dạ. Tất cả là lỗi của em. Như vậy là sao hả? Chuyện như thế nào hả Quỳnh Như? Lỗi của em đã nhờ chị Phượng tiếp cận khách hàng với bản kế hoạch và phương thức mới. Gấp quá cho nên là chưa có tính toán được cái nhu cầu phù hợp. Nhưng mà cũng may là trong quá trình làm việc á, thì tụi em cũng như là chị Phượng có lập một cái bản kế hoạch song song. Thì em có thể gắn file và chị Phượng trình bày được không ạ? Vậy bây giờ trình bày hay là tôi đi về? Dạ. Tụi em làm liền. Tốt, tôi đồng ý ký bản hợp đồng này ngay giờ luôn. Nếu được như vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ cho tiến hành rà soát lại bản hợp đồng. Khoan đã. Tôi ký bản hợp đồng này với một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Cô Như và cô Phượng sẽ làm chung dự án này. Điều đó thì... Tôi biết cả hai có những quan điểm trái ngược nhau, nhưng nếu làm việc chung sẽ bổ sung rất tốt cho nhau và góp phần thành công cho bộ phim này. Được rồi. Vậy cứ làm như những gì chị đã nói. Cô ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Em biết chị định nói gì. Thôi, có gì em chủ động nói với sếp tuyên chuyện công tác để chị khỏi khó xử. Chân cô bị tật hả? Sao cứ nhảy vô họng tôi ngồi hoài vậy? Ai mượn? Em xin lỗi. Xin lỗi? Lúc nào cô cũng xin lỗi hết. Cô tỏ vẻ ra ngây thơ hả? Thật ra là cô đang cạnh tranh với tôi chứ gì. Tôi biết là cô trẻ hơn tôi, giỏi hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi hết. Khỏi cảm ơn. Tôi ghét cảm ơn lắm. Giả tạo thảo mai. Nhưng mà thật ra là tôi cũng thấy cô đáng mặt đó. Cô, thật sự thì tôi cũng cảm kích cô đó. Cô hiểu chứ? Dạ hiểu. Hiểu là được rồi. Công việc thì cứ làm chung. Việc nào ra việc đó. Đi làm đi. Chờ đuổi hả? Dạ em đi liền. Em cảm ơn chị. Phải rồi, Tina cũng đi được một tuần rồi, mà sao anh biết? Bữa Tina nó cũng có gọi cho anh, nó nói là nó đang ở Đà Nẵng á. Xong rồi nó hỏi anh có muốn ra ngoài chơi với nó không? Chơi? Chơi gì ngoài đó? Thì đi du lịch. Em, hồi đó có mấy ông bạn du học chung với anh á, ở bên Nhật.
ở bển sẵn đi luôn. Anh đừng có nói với em á là anh đồng ý lời mời của Tina rồi nha. Ừ, sẵn đi công tác ngoài Đà Nẵng xong rồi anh ghé. Chưa nói hết luôn á là anh đi qua anh cà phê tụi bạn luôn á. Cậu Rơi ơi, cậu tới rước tôi gấp đi. Tôi có cuộc hẹn. Ôi dì ơi, dì có sao không dì? Dì có sao không dì? Tôi... Sao vậy dì? Cạnh bên nhau.